Đây là pháp sư trừ tà Mom, ông ta hay giả thần giả quỷ đi lừa tiền người khác. Còn đây là Nô, cậu học trò ngốc nghếch của ông ta. Cả hai đang đi trên một con đường vắng vẻ, u ám đáng sợ. Hôm nay chúng ta sẽ làm một việc vĩ đại đấy Nô. Việc gì vậy thầy Mom? Chúng ta sẽ trừ tà cho ngôi làng ở phía trước. Thầy chưa dạy cho tôi thần chú gì phòng thân mà đã bắt đi trừ tà rồi á? Sợ cái gì? Ta là đạo sĩ trừ tà giỏi nhất vùng. Ta đã làm chuyện này biết bao nhiêu lần rồi, không có con quỷ nào làm khó được ta. Thế con quỷ mạnh nhất mà thầy đã tiêu diệt là gì? Lần đó ta đánh nhau với quỷ vương, đó là một con phượng hoàng cao 100m, nó có thể khạc ra lửa. Nhưng ta chỉ búng một cái là nó đang xuất luôn. Thôi thôi thôi, ông lại bốc phét nữa rồi. Ta mà bốc phét thì sẽ bị trời đánh. Đi được 700 cây số, họ bất ngờ gặp một cô gái xinh đẹp tên là Su Chiêng. Cô ấy mặc một chiếc váy trắng, tóc dài hơi bết, da trắng như thổ dân, môi đỏ như cà tím. Cô ấy có một nụ cười duyên dáng và một ánh mắt lươn lẹo. Xin chào hai vị huynh đài, hai vị đi đâu vậy? Chúng tôi đang đến ngôi làng bị ma ám để trừ tà, cô có biết đường tới đó không? Không, tôi chỉ là khách qua đường thôi, tôi đang đi du lịch một mình. Nô nhìn cô gái không chớp mắt, mồm chảy nước dãi tòng tòng. Mõm nhìn Nô khinh bỉ rồi nói, này Nô, mày thật là đê tiện, đừng mơ mộng nữa, rất có thể cô gái này là quỷ đấy. Ông nói gì vậy? Cô ấy trông ngây thơ thế kia cơ mà. Ở cái nơi quỷ quái như này, tại sao lại có một cô gái như vậy? Rất có thể đây là một cái bẫy. Hãy ở yên đây, ta đi vệ sinh một chút rồi quay lại. Su nhìn Nô mỉm cười. Anh đẹp trai này tên là gì vậy? A hi hi, tôi là Nô, N-O-N-O. Tôi là pháp sư trừ tà giỏi nhất vùng này. Trời tối quá, anh Nô có thể dẫn tôi về nhà không? Tôi rất sợ ma. Nô như bị thôi miên, cậu ta quên hết những lời thầy Mõm vừa nói lúc nãy. Nô để thầy Mõm ị một mình ngoài đó và theo Su Chiêng về nhà. Cô ấy sống trong một ngôi nhà cũ, nằm sâu trong khu rừng. Nô nghĩ trong đầu, thời cơ đến rồi. Đây là nhà của tôi thích ở nơi yên tĩnh và gần thiên nhiên. Thế cô ở đây với ai? Không ai cả, tôi chỉ có một mình. Thế thì tuyệt vời, à nhầm, nguy hiểm quá, để tôi giúp cô tu sửa lại ngôi nhà cho chắc chắn. Bụng Su Chiêng réo lên vì đói. Cô đói rồi sao? Đúng vậy, mấy ngày hôm nay tôi chưa ăn được ai. Chưa được ăn gì. Tôi có vài gói mì Hào Hào ở đây, để tôi nấu cho cô ăn. Anh đúng là người tốt, nhưng anh phải rời khỏi đây ngay lập tức. Có chuyện gì vậy? Chỉ là một gói mì thôi mà. Tôi không muốn làm hại anh, tôi bị ép lừa anh đến đây để cho quỷ vương ăn thịt. Ôi trời ơi! Thật không thể tin được, nhưng sao cô lại nói với tôi chuyện này? Tôi thấy anh là người tốt, tôi không lỡ để anh bị nguy hiểm. Nô vội vàng chạy ra cửa rồi đứng khựng lại. Cô bỏ trốn khỏi con quỷ vương đó cùng tôi chứ? Tôi không thể, tôi đã bị con quỷ đó giam giữ thân xác, giờ tôi chỉ là một hồn ma phải phục tùng ông ta. Vậy tôi sẽ ở lại, nghĩ cách giúp cô thoát khỏi con quỷ đó. Sao mày ngu thế hả? Nói xong Nô run rẩy, nhìn xuống thì quần ướt sũng. Chú chạy ra ôm Nô và nói, anh đúng là một pháp sư tốt bụng, chắc hẳn anh giỏi lắm. Không, tôi không có sức mạnh gì cả, tôi chỉ là một đạo sĩ tập việc, nhưng thầy tôi là một pháp sư tài ba, ông ấy có thể đánh bại quỷ vương. Bên ngoài cửa sổ, Mom thấy Nô và Su ở trong căn nhà ôm ôm ấp ấp, nhìn mà ghét. Cậu làm cái quái gì vậy? Cậu quên mất nhiệm vụ của chúng ta sao? Thầy à, sao thầy tìm được tới đây? Tôi đã lần theo mùi hôi lách của cậu. Cậu đã bị cô ta mê hoặc, cô ta là quỷ đấy. Cô ấy không phải là quỷ, cô ấy là một linh hồn bị quỷ thao túng. Cậu đừng có mà nghe lời cô ta đang dùng ma thuật để lừa gạt cậu. Cậu hãy nhìn chiếc la bàn này đi, cô ta đã làm rất nhiều việc ác rồi. Không phải vậy đâu, cô ấy bị ép làm chuyện đó. Quỷ vương nói, nếu giúp hắn hiến tế 100 người thì hắn sẽ trả tự do cho tôi. Bỗng nhiên, một tiếng gầm vang lên từ trong căn nhà. Ai dám xâm nhập vào lãnh địa của ta? Một bóng đen khổng lồ xuất hiện trước mặt mọi người. Đó là con quỷ thao túng Su Chiêng, nó có một cái đầu rồng, một thân người và một cái đuôi rắn. Hóa ra là mấy tên đạo sĩ thối, hôm nay sẽ là ngày giỗ của bọn mày. Yêu quái phương nào, mau hiện hình. Cẩn thận, trong khi có độc. Giờ hãy xem pháp lực của ta. Mõm rút ra một lá bùa rồi lẩm bẩm câu thần chú. Sơn sao chua ngọt, sơn sao chua cay, sơn sao cháy tỏi.
Thầy giỏi quá, đã tiêu diệt được con quỷ kia rồi. Chưa đâu, ta mới chỉ phong ấn tạm thời, nó quá mạnh. Bây giờ phải làm sao? Sao trắng cái gì, chạy máu trước khi nó tỉnh lại. Tao tưởng mày thích cô gái kia mà, sao chạy nhanh thế? Giữ tính mạng vẫn là quan trọng hơn mà thầy. Đúng là con trai của ta. Hình như ở kia có một ngôi chùa, chúng ta hãy tới đó. Họ bước vào chùa thì xộc ra mùi thịt nướng thơm phức. Nhìn xung quanh thấy một ông già tên là Thích Gây Sự. Ông ta đang ngồi thiền trên một cái máy massage 70 triệu. Xin chào sư thầy, chúng tôi đang bị một con quỷ truy đuổi. Quỷ, có phải có đầu rồng và đuôi rắn không? Đúng vậy thưa thầy. Tôi biết nó là con quỷ cổ xưa, có tên là Nong Ma. Nó từng là một con rồng thần, nhưng vì ham muốn và tham lam, nó đã bị sa ngã và biến thành quỷ. Là rồng sao? Vậy chúng tôi có cách nào đánh bại nó không? Có một cách duy nhất để tiêu diệt nó, đó là sử dụng thanh kiếm thần được giấu trong chùa này. Thanh kiếm thần? Nó có gì đặc biệt? Nó là một thanh kiếm được rèn ra từ lửa chùa. Cái gì? Lửa chùa phai phai á? Trật tự im để tao nói. Nó có khả năng cắt đứt mọi thứ, nó là thứ vũ khí duy nhất có thể xuyên qua lớp da dày của Long Ma. Ngài để nó ở đâu để tôi qua lấy? Không dễ dàng lấy được nó đâu, thanh kiếm được giấu trong một phòng bí mật, chỉ có người có trái tim trong sáng mới có thể vào được. Trái tim trong sáng? Có phải như cậu Nô không? Thật à, vậy tôi có thể vào được phòng bí mật. Nhưng cậu phải cẩn thận, vì trong phòng bí mật có rất nhiều cạm bẫy, cậu phải vượt qua được những thử thách để lấy được thanh kiếm. Hai người được sư thầy dẫn vào đền. Đây là căn phòng bí mật của ngôi đền. Muốn vào được bên trong, cậu phải giải được câu đố. Suốt 700 năm qua chưa ai giải mã được nó. Trên cánh cửa có ghi ký tự kỳ lạ, 1 cộng 1 bằng. Thật sự rất khó, đây là một câu hỏi cổ xưa. Nếu tôi không có máy tính ở đây thì tôi không thể giải mã được. Thưa thầy, còn có cách nào khác để lấy được thanh kiếm đó không? Còn một cách hèn hạ nữa mà những người đi trước thường làm, nhưng không biết hai cậu có dám thử không? Đó là gì vậy? Lạp thẻ lần đầu. Sao ông không nói sớm, mất thời gian quá. Sau khi lạp thẻ lần đầu để nhận kiếm thánh, Mõm và Nô trở lại ngôi nhà cũ lát. Vừa tới cửa, con quỷ chui lên từ lòng đất. Có vẻ như lần này nó đã chuẩn bị. Không ngờ hai người còn dám vác mặt về đây. Đừng nói nhiều, hãy đỡ đòn của ta. Thiên linh linh, địa minh tinh, Umbala Cetamon. Mõm dùng thanh kiếm chém vào người con quỷ. Thanh kiếm bị gãy làm đôi. Chúng ta bị lão già kia lừa rồi. Đúng là lũ sâu bọ ngốc nghếch. Ta là rồng, mà rồng thì không thể bị chém bởi những thứ tầm thường đó. Bây giờ hãy nhận lấy hậu quả vì chống lại ta. Tưởng chừng như tất cả đã kết thúc. Cái gì vậy bà nội? Đừng động vào người tôi yêu. Con quỷ cười nhạo và khinh bỉ Su Chiêng. Người yêu, cô có biết cô là ai không? Cô là một linh hồn, cô không có cảm xúc. Ông đừng lừa tôi vẫn còn sống. Cô chỉ là một bóng ma, hãy bớt ảo tưởng lại đi. Không, tôi sẽ không để ông làm hại ai nữa. Cô dám chống đối ta có thể cho cô ngỏm cú tỏi chỉ bằng một cái nhổ nước bọt. Tôi không sợ, tôi sẽ bảo vệ người tôi yêu. Được rồi, ta sẽ cho ngươi thấy sức mạnh thực sự của ta. Ngươi sẽ phải hối hận vì chuyện này. Con quỷ tích một quả cầu lửa, rồi thổi vào người Su Chiêng. Su Chiêng không kịp né. Chỉ khói tan đi, Su vẫn đứng đó. Cô được hào quang rực rỡ bao quanh cơ thể. Tôi không bị gì cả. Không thể nào, cô làm sao chịu được lửa của ta? Chắc hẳn cô ấy là người được chọn. Đúng vậy, cô ấy là người sở hữu thanh kiếm thần thánh. Nhà sư có nói, thanh kiếm thần thánh là một sức mạnh của người có trái tim trong sáng. Nó chỉ có thể được kích hoạt khi người đó gặp nguy hiểm hoặc muốn bảo vệ người khác. Su nhìn xuống đất rồi cầm thanh kiếm thần thánh lên. Không, không, đây không phải là sự thật. Ta không tin vào điều này. Đây là sự thật, cô gái này là duy nhất có thể đánh bại ngươi. Su Chiêng hãy đọc câu thần chú của ta, nó sẽ tăng sức mạnh cho cô. Su Chiêng cầm lá bùa và đọc. Nem chua thanh hóa, nem chua thanh hóa. Su Chiêng cô giỏi quá. Sau đó Su mọc ra đôi cánh sau lưng, rồi bay về trời. Hóa ra cô ấy là thiên thần. Câu hỏi ở tập này câu thần chú Mõm đã đọc là gì? Bạn nào có điều kiện thì nhớ donate ủng hộ mình làm các video chất lượng hơn nha. Còn không thì chỉ cần like cũng như subscribe một cái là mình vui lắm rồi. Cảm ơn mọi người.